xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử vtc news liên quan đến vụ xe khách chở đoàn cán bộ hưu trí quân y lao xuống vực công an huyện tam đảo cho biết đã chuyển hồ sơ vụ tai nạn giao thông này đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc tiếp tục điều tra nguyên nhân tai nạn ngày 26 tháng 2, công an huyện Tam đảo tỉnh Vĩnh phúc cho biết đã chuyển hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 25 tháng 2 tại quốc lộ 2B thuộc xã Hồ Sơn, Tam đảo sang phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Vĩnh phúc để tiếp tục điều tra nguyên nhân. Trước đó, ngày 25 tháng 2, tài xế Lê Ngọc Hưng sinh năm 1962 điều khiển xe ô tô khách chở đoàn cán bộ hưu trí 29 người thuộc bệnh viện quân y 110 Bắc Ninh khiến xe lao xuống ta luy âm khoảng 5m. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, chỉ có 3 LTG sinh năm 1959 bị thương ở tay và một số người choáng đã được đưa đến bệnh viện. Tài xế Lê Ngọc Hưng sau khi kiểm tra không có nồng độ cồn và chất ma túy. Xe ô tô gặp nạn có phù hiệu hợp đồng và đang trong thời hạn kiểm định đến ngày 24 tháng 7 năm 2024. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã đến hiện trường để chỉ đạo xử lý và khắc phục hậu quả. Đồng thời đến nơi lưu trú tạm thời của các thành viên trong đoàn để hỏi thăm và động viên, công an huyện Tam Đảo cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường để cứu người, khám nghiệm hiện trường. Theo cơ quan công an, các thành viên trong đoàn cán bộ hưu trí đều lớn tuổi, hầu hết ở khu vực Hà Nội. Nhân ngày 27 tháng 2, tổ chức du xuân trên huyện Tam Đảo thì xe ô tô gặp tai nạn. Tối 25 tháng 2, công an huyện Tam Đảo đã bố trí xe ô tô đưa hành khách về nhà an toàn. Công an xã Yato, huyện Niagara, tỉnh Gia Lai, đã đăng tải thông tin tìm kiếm nữ sinh VTML sinh năm 2008, trú tại thôn 7, xã Yato, học lớp 10A9, trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Nữ sinh này đi học nhưng không thấy về. Bố nữ sinh, ông Vũ Văn Nguyên xác nhận, đến hôm nay là ngày thứ ba, gia đình không liên lạc được với con gái. Được biết, tối ngày 25 tháng 2, ông có nhận được dòng tin nhắn, cứu còn với, sau đó cắt đứt mọi liên hệ. Theo đó, vào khoảng 12 giờ thứ Bảy ngày 24 tháng 2, VTML điều khiển xe máy biển kiểm soát 81 AU 01471 đến trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. 16 giờ cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm gọi điện thông báo cho gia đình về việc cháu vắng học. Ông Nguyên lo lắng nói, đến tối không thấy cháu về nên gia đình tôi đã gọi hỏi bạn bè, người thân nhưng không ai biết L ở đâu. Lo lắng cho sự an nguy của con, chiều ngày 25 tháng 2, chúng tôi đã trình báo sự việc với công an xã Yato nhờ vào cuộc tìm kiếm. Theo ông Nguyên, bạn bè của L cho biết, có thấy L đi với một thanh niên tên TNH, thuê trọ tại số 157 đường Quang Trung, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai. Khi gia đình đến đây tìm kiếm, thì những người cùng dãy trọ cho biết, từ hôm thứ Bảy đến nay không thấy hát về phòng trọ. Ông Nguyên cho biết, gia đình đang rất lo lắng, sợ chuyện không may xảy ra. Ông mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm cháu Lan. Liên quan vụ cơ sở cai nghiện Sóc Trăng có 191 người trốn thoát ra ngoài. Theo ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Trung tâm cai nghiện ma túy Sóc Trăng, đến 11 giờ ngày 26 tháng 2 đã có 103 trại viên được các lực lượng chức năng, địa phương và gia đình các trại viên đưa trở về trại. Số còn lại đang tiếp tục được lực lượng chức năng tìm kiếm và vận động trở lại. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã đi kiểm tra, nắm bắt thực tế tình hình và có chỉ đạo đưa ra biện pháp xử lý. Lãnh đạo tỉnh đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp với gia đình, địa phương để tìm kiếm, vận động những người đã bỏ trốn trở lại trại cai nghiện. Đồng thời giao đơn vị chủ quản, ngành chức năng tăng cường các biện pháp quản lý, củng cố kiện toàn bộ máy cơ sở cai nghiện và có hình thức xử lý, khắc phục hậu quả vụ việc đáng tiếc xảy ra. Được biết, cơ sở cai nghiện tỉnh Sóc Trăng tại thời điểm xảy ra vụ việc có tất cả 419 học viên, chủ yếu là nam. Thời điểm đó, hàng chục học viên phá cửa phòng, sau đó mang hung khí đến đập phá một số phòng quản lý cổng cơ sở rồi chạy ra ngoài, tàn ra theo những con đường nhỏ, ruộng lúa, bỏ trốn. Một người dân có nhà gần cơ sở cai nghiện trên cho biết, khoảng 19 giờ thì người dân xung quanh đã nghe tiếng đập phá đồ đạc rất lớn, kèm theo tiếng la hét. Lúc này, lực lượng công an đã kêu gọi người dân đóng cửa ở trong nhà. Vài phút sau, hàng chục người bắt đầu dùng đá đập ổ khóa, phá cổng chạy ra đường. Ngoài ra, một phụ nữ khác, cũng nhà cạnh cầu 19 tháng 5, sát tường rào cơ sở cai nghiện kể lại chúng tôi đang ở trong nhà thì nghe ầm ầm phía sau nhà bếp định mở cửa chạy ra xem thì con tôi chạy xe về qua ánh đèn thấy có mấy người nhảy từ hàng rào cơ sở xuống mái nhà bếp có người ngồi trên mái nhà mồ khi thấy đèn xe họ ra giấu tắt đèn một lát sau nghe thông tin mới biết đó là học viên cai nghiện trốn chạy camera an ninh của một nhà dân cũng đã ghi lại được hình ảnh một nhóm người là học viên của cơ sở cai nghiện nói trên đang trên đường bỏ trốn theo người dân trên mấy em ghé xin nước uống luôn miệng nói tụi con không làm gì chỉ xin nước thôi. Ông Nguyễn Thanh Bình cũng thừa nhận, đa số học viên thoát ra cổng chính sau khi khống chế lực lượng làm nhiệm vụ, một số thoát ra bằng lỗ thủng trên tường. Khi hỏi làm sao học viên có dụng cụ phá tường, ông Bình cho biết, cơ sở cai nghiện có diện tích 9,1 hecta, xung quanh được xây hàng rào dày 20cm, cao 4,5m, kể cả phần sắt nhọn phía trên. Bên trong chia thành nhiều khu, trong đó có khu vực hành chính nằm bên ngoài cùng, khu vực dành cho các học viên nằm ở bên trong, chia thành nhiều buồng các buồng có khóa bên ngoài và khu vực đang thi công khu dạy nghề cho học viên. Các khu vực này đều có hàng rào riêng, cách biệt các khu với nhau. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của cơ sở đã xuống cấp, đang được cải tạo. Thực tế không đảm bảo phục vụ khi số lượng học viên cai nghiện lên hơn 400 người. Số lượng cán bộ cơ sở còn mỏng, chưa đảm bảo cho công tác quản lý, giáo dục. Trước tình hình trên, Thường trực tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp với các ngành chức năng để xem xét, đánh giá tình hình xác định nguyên nhân và bàn phương án, giải pháp sớm khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo địa phương phối hợp cơ quan chuyên môn khẩn trương vận động những học viên còn lại quay lại cơ sở. Sáng 26 tháng 2, một lãnh đạo công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1959 ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi giết người. Ngoài ra, vị lãnh đạo công an quận Hoàng Mai cũng thông tin, nạn nhân hát được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng 98%. Sau một thời gian ngắn nhập viện, người này đã tử vong. Trước đó khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 2, Hoan phát hiện vợ là chị N, sinh năm 1971 và ông H, sinh năm 1969 đi từ hướng nhà nghỉ tại phố Linh Đường ra. Hoan gọi thì ông H bỏ chạy. Do bức xúc, Hoan đi xe máy về nhà lấy chai nhựa loại 1,5 lít đi mua xăng để đốt ông H. Sau khi mua 20.000 đồng xăng cho vào chai nhựa, Hoan đi tìm ông H thì phát hiện ông này đang ngồi uống bia với bạn tại quán bia trên đường giải phóng hoan cầm chai xăng đi vào vị trí ông hát đang ngồi rồi đổ thẳng xăng lên người ông hát và châm lửa đốt ông hát được người dân dập lửa và đưa đi cấp cứu còn hoan bỏ đi ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an quận hoàng mai đã khẩn trương tiến hành điều tra và vận động đối tượng ra cơ quan công an đầu thú tại cơ quan công an hoan đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình hoan sau đó đã bị công an quận hoàng mai tạm giữ hình sự